Hai cậu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi. Cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông Thân có hai đứa con trai. Đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà, đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu Út thì luôn vòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông Thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm ven đường trên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân và tận sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ điều, khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ. Nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử Út. Còn gã nghèo sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ, vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm, sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ Thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là oan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo, nếu như hai ông bà không sám hối, tu hành, làm nhiều đại công đức, thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão Thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật pháp, hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái, để họ có thể sống an trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình, giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào rủi mai, bởi nhân quả báo ứng không hề sai.
chủ và tớ. Bà Trương là tổng giám đốc một đài xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó nghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa. Thằng Cường liền nổi quạo, không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến cho ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc đó tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho, mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trời ơi. Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng, nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Bà Trương thuở đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu nên rất khinh người. Lúc đó trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội, thằng bé thờ quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ, nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi, bà Trương bật khóc thống thiết. Chồng bà ngồi bên vội an ủi. Đừng khóc, đừng khóc nữa bà nó ơi. Hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ, đánh cha mắng mẹ. Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay hai vị phải ăn chay, trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thuở xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho Cường. Như vậy may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng,
và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. 3 tháng sau, bà Trương gọi điện tới, xúc động nói: Vô cùng cảm tạ Ngài, Phật Pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa, cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm, những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái, vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt đánh đập con cái, mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu Phật lực nhiếp thọ, hóa giải, biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo, còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận Phật Pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc, nhờ vào sự học Phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi, toàn gia đồng hưởng pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề. Riêng những người làm con, nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ, sống lại. Cư sĩ Tịnh Hằng từ nhỏ nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bức bách gian nan, đến khi trưởng thành có được sinh hoạt như ý, thì ông lại nhân đó mà tạo nhiều ác nghiệp, khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh. Mãi đến khi ông tiếp xúc được với Phật Pháp, biết nghe kinh tu tập, nghiêm trì giới luật, đoạn ác tu thiện, thì ông mới có được hạnh phúc tái tạo cuộc đời mới, sống lại lần nữa. Chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng. Tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh Tô Giang, phố Dương Châu. Lúc còn nhỏ, cuộc sống nhà tôi tương đối khó khăn. Từ lúc có ký ức, tôi nhớ phụ thân mình là cán bộ công xã. Ông là người hào sảng, nhanh mồm lẹ miệng, thẳng thắn, có rất nhiều bạn nhậu, nên trong nhà thường có khách lui tới. Phụ thân tôi là một cán bộ rượu chè bê tha. Khi tôi lên trung học, thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, ông bị khai trừ, cách chức. Việc này đã làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh của cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất như ý, nên phụ thân của tôi suốt ngày thở vắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận. Để lấy lại thể diện đã mất, phụ thân của tôi chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ khuyên lơn. Ông đi mượn giai thân thuộc mở một lò than. Không bao lâu, lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân của tôi không những chẳng thu về được một xu nào, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm, vì cả nhà phải gánh lấy món nợ kết xù tới 1.500.000 đồng. Vào năm 1981, cái thời đó thì đây là một con số kinh khủng. Nhà tôi căn bản là vô phương trả. Mẹ tôi càng tiêu tụy buồn rầu khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại. Đối diện với cái nghèo rớt mồng tơi của gia đình, không mong gì có thể ngóc đầu lên. Trong cơn tuyệt vọng,
Đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời đau khổ, nhưng ngoảnh lại nhìn đám con còn quá nhỏ, bà đành nuốt lệ ráng sống, không nỡ bỏ mặc chúng tôi. Khi đó bốn mẹ con tôi ôm nhau mà khóc, vì không biết đường nào để đi, ngõ nào để sống nữa. Mỗi khi sắp đến Tết, nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị năm mới, chỉ riêng cô nhà chúng tôi là điều hiu, lại còn phải đóng chặt cửa nữa. Trong khi ở bên ngoài chủ nợ hung hăng hét đòi, cả nhà thì bị lăng nhục đủ lời đủ kiểu, cần thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo quá. Cha tôi cũng nhân đây mà biến thành một con người trầm mặc ít nói, buồn phiền không nguôi luôn. Sau đó mẫu thân của tôi dẫn tôi và anh hai đi đến từng nhà cầu xin thông cảm. Bà vừa đi vừa khóc và nói: tiền thiếu các vị chúng tôi nhất định sẽ trả, tôi xin dùng tánh mạng của mình để đảm bảo. Trong cái cơn gió lạnh, mẹ tôi rơi lệ đầy mặt, còn tôi và anh tôi thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai gầy yếu của mẹ tôi. Sau đó quốc gia cải cách mở mang chính sách, tôi cũng tham gia công tác. Cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức làm lụng, cuối cùng cũng trả hết nợ và còn để dành được một chút ít. Từ đó cuộc sống bắt đầu đi lên, và tôi vào làm cán bộ ở cơ quan. Vậy là nề nếp sinh hoạt phóng túng lại bắt đầu nữa. Do tôi nghĩ hồi nhỏ mình nghèo quá, bây giờ cuộc sống tốt lên rồi thì cũng hưởng thụ một chút cho nó đã chứ. Vậy là tôi lao mình vào cuộc ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bí tỉ đến say mềm, nhiễm đủ thói hư tật xấu hết trơn á. Hút thuốc nè, uống rượu nè, bài bạc, sát sinh, tà dâm nữa. Tôi còn ăn tươi nuốt sống động vật, không ác nào mà tôi không làm. Tôi phạm rất là nhiều điều tệ ác. Vậy là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông rồi. Không những tôi bị cơ quan giáng chức, mà trong gia đình luôn xào xáo, vợ chồng cây cãi sùm, con cái thì học tập sa sút cực độ. Sau khi bị mất chức, tôi dời nhà đến vô dương, mở một tiểu điếm duy trì kế sống. Mặt trời cứ mọc rồi lặn, cứ vậy ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn như xưa, không có gì khởi sắc. Tôi bắt đầu thở dắn than dài khi nhận ra được tình cảnh mình giống hệt như phụ thân của tôi hồi xưa. Hôm nọ ở dưới lầu chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ, nay là sư huynh của tôi. Ông kể cho tôi nghe các chuyện về Phật giáo và tặng tôi một cuốn sách Biển Giác Thuyền Từ, tức là Giác Hải Từ Hàng, và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Vừa vào nhà là tôi nôn nóng mở ra xem liền. Hai cuốn sách này thu hết chú tâm của tôi giống như 500 hút sắt vậy đó. Tôi xem một lèo là hết ngay. Lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó tôi đối với các điểm tích Phật giáo rất ưa thích, xem không rời tai. Tôi còn nỗ lực tinh tấn hành theo nữa. Tôi thầm phát nguyện: Phật pháp có khó nghe thì con cũng đã nghe được, đời này con nhất định nguyện tu sửa cho liễu sinh thoát tử mới thôi. Kể từ đó tôi theo sư huynh bước vào con đường học Phật. Nhìn thấy tôi thay đổi tốt lên từng ngày, vợ và con của tôi cũng rất là ngưỡng mộ, hớn hở gia nhập hàng ngũ tu tập theo. Cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình Phật hóa. Tôi và vợ đồng phát nguyện: từ nay thệ dứt ăn mặn, nguyện ăn chay vĩnh viễn. Tôi còn quyết định bỏ hút thuốc luôn nữa. Kỳ lạ là hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ thuốc nhiều lần rồi, nhưng mà càng bỏ lại càng thèm. Nhưng mà lần này lạ nghe, tôi có thể từ bỏ với tâm hết sức thanh tịnh, nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát luôn. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi không bỏ một chúng sinh nào hết. Hiện nay hàng ngày tôi kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh nữa. Mỗi ngày vào mùng 1 với ngày rằm thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh nè, làm nhiều việc thiện.
đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, lo kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình nữa. Tôi thừa biết mình tật tánh nặng nề, nên đã bao lần ở trước mặt Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp cho tôi luôn nhận ra lỗi sai để kịp thời dứt khoát từ bỏ không tái phạm nữa. Kể từ sau khi học Phật, suốt mấy năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đã chuyển tốt. Có rất nhiều khách nghe danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn, tới giờ vẫn còn hợp tác nữa. Hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh, công việc rất là phất. Kể từ lúc ăn chay rồi, huyết áp của tôi không có cao, chứng mất ngủ cũng hết luôn. Cái chứng liệt nhẹ dần dần cũng khỏi nữa. Sức khỏe cả nhà tốt lên rất là nhiều. Kể cả cha mẹ của tôi ở Diễn Phương Dương Châu, thân thể cũng rất là khang kiện. Từ lúc học Phật cho đến bây giờ, người xung quanh rất quý mến tôi, quý trọng tôi ngày ngày càng nhiều đó. Mỗi ngày qua, tâm tư của tôi rất là thư thái. Trọn ngày làm việc mà không thấy mệt, sinh hoạt thì luôn điều chỉnh tốt, ngủ dậy sớm. Hằng ngày hạnh phúc nhất là được ở trước mặt Phật đường, tụng kinh bái Phật, pháp hỷ sung mãn. Phật pháp thật là càng hiểu càng thú vị. Con trai của tôi cũng thay đổi rất là mạnh. Ngày xưa tính nó rất là hướng nội, tự kỷ lắm. Nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh, kinh Địa Tạng, nó không từ bỏ một ngày nào hết. Tính tình của nó vui vẻ, cởi mở vị tha. Công việc của chúng tôi thì tùy theo ước muốn mà tự thành. Vợ tôi cũng tinh tấn tu hành. Cả nhà chúng tôi đều được Phật Pháp tẩy gội, sống rất là hòa thuận vui vẻ, đồng hưởng hạnh phúc, tự tại, sướng lắm. Ta nói Phật Pháp kỳ thực, nó kỳ diệu lắm. Là Pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở nhân gian hay sao đó. Tôi xin lấy kinh nghiệm của bản thân mình làm chứng, để chia sẻ và mách cùng quý vị nè. Các vị hãy tránh ác, hành thiện, thường kiểm điểm lỗi sai, để thiện hóa thân tâm, cẩn trọng răn dè, giữ gìn thân, khẩu ý trong từng hành vi. Hãy phát nguyện, nghiêm trì với giới luật, không nên tùy tiện phóng dật mà sa vào lưới tà, nghiệt ác đó. Tôi mong rằng câu chuyện có thật của mình sẽ khích lệ, giúp ích cho mọi người. Ha, mong các vị trong những ngày tháng còn sống này, ai cũng phát tâm, tinh tấn học Phật, tu hành, tự độ mình, độ người. Tôi mong mọi người đều thoát khỏi phiền não, đau khổ, vượt qua biển lớn sinh tử, đến bờ giác thanh tịnh, tịnh hằng. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ, giúp nhân loại chuyển hóa số mệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu. Nếu như người người đều biết có thể y pháp phụng hành, thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh. Đồng nghiệp chiêu cảm. Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp sẵn có, dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng, đổ cả vào một công ty kinh doanh tư nhân. Dè đâu, đây là một công ty lừa đảo. Mới đầu, họ dùng thuật nhữ dụ, cho người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt. Rồi sau đó, cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền trốn biệt tâm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành, mà còn thiếu nợ rất nhiều. Ngoài ra, 5 năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị gạt lừa đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay. Đến nay, Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình lang thích hợp. Thân quyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu, thảy đều không thành. Một hôm, mẹ Mỹ Đình là Mỹ Linh đột nhiên tìm đến tôi, vừa khóc vừa kể. Quả Hồng, tôi biết chị đang viết cuốn Báo Ứng Hiện Đời, xin hãy đem chuyện của tôi viết ra. Tội tôi rất lớn. Con gái tôi hiện nay công việc không có thuận lợi, hôn nhân chẳng toại ý, gặp đủ chướng ngại xui xẻo. Tất cả đều tại tôi mà ra. Chính vì người mẹ này làm rất nhiều việc xấu mà con gái tôi mới bị liên lụy.
Tôi vội đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt. Mỹ Linh buồn đến không thiết sống nữa. Bà bắt đầu kể lể sám hối những lỗi lầm bất thiện mình từng tạo trong quá khứ. Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ, rất được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có phong lưu nên muốn gì được đó. Nếp sống sung sướng, luôn được hưởng mọi ưu tiên đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh. Thời đi học, nàng không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như nữ hoàng. Ngay cả thầy cô cũng nể nang nàng đôi ba phần. Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù nàng đi làm xa nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng nữ cán bộ trong đây không phải chịu gian khổ gì. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại. Hơn nữa, nàng luôn được hưởng mọi ưu tiên, tính từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có hai người, thì trong cảnh vạn người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển đầu tiên. Trước 40 tuổi, có thể nói đó là thời hoàng kim may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Nhưng đây chỉ là phúc báo mà nàng được hưởng do kiếp quá khứ từng tích lũy. Nhưng hưởng phúc cũng chính là tiêu phúc. Vì Mỹ Linh không biết Phật Pháp, không hiểu đạo, nên trong thuận cảnh nàng càng mê muội, tạo tội ác đầy trời. Tại xí nghiệp Mỹ Linh công tác có rất đông nam nhân. Do nàng có dung nhan mỹ miều xinh đẹp, cho nên đã khiến cho biết bao nhiêu chàng theo đuổi say đắm. Nàng nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ dưới ngàn sao, làm lu mờ mọi cô gái khác. Mới đầu nàng vốn là một cô gái rất thuần phát, nhưng do có sắc, có quyền, có tiền, cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng bành trướng, Mỹ Linh không cưỡng được hấp dẫn của kim tiền và danh lợi, nên nàng đã lạc lầm, đi càng lúc càng sai. Để đạt được mục đích, nàng sẵn sàng quan hệ lên giường cùng với các nam lãnh đạo, vừa có được công tác toại ý, vừa có thu nhập tăng cao. Chính do sinh hoạt phóng túng này mà nàng đã phá thai 8 lần. Chính những hành vi sai trái và ý tà này đã khiến cho phúc lành của nàng nhanh chóng cạn kiệt hết và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền. Đầu tiên là gia đình nàng không hòa thuận. Kết hôn xong thì giữa vợ chồng không ngừng xảy ra gây cãi, ấu đả. Chồng nàng do thường phải nén giận chịu đựng nên đã trút hết bực bội phẫn uất và đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Mỹ Đình hay bị cha đánh đòn, chưa từng được cha quan tâm yêu thương. Là do mẹ sống phóng túng, ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, nàng giao du bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải mất thân, phá thai. Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ. Nàng vướng nhiều bệnh, bị viêm ruột thừa phải mổ đến 4 lần mà trị vẫn chưa xong, còn di chứng nghiêm trọng gây thống khổ khó khăn. Chân nàng mắc bệnh gai xương, nếu đi không cẩn thận là đau kịch liệt, bệnh phụ khoa càng nặng đề hơn. Mỗi lúc có chu kỳ nàng bị hành đau đến ngất xỉu. Còn nữa, công tác bây giờ cũng không còn thuận lợi. Vì thân mang đủ thứ bệnh nên các lãnh đạo bắt đầu lánh xa Mỹ Linh. Bệnh hành hạ khiến nàng phải nghỉ làm. Rồi nhân vì bệnh dây dưa, nàng phải ở nhà nghỉ ngơi, không có cách gì công tác được. Những quả báo này chỉ là hoa báo. Tương lai nàng còn phải sa vào ba cõi ác. Thọ vô lượng khổ, đúng như trong kinh Địa Tạng tả. Nếu có nam tử nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin nhân quả, phạm tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hủy bán kinh Phật, những người tạo nghiệp như thế tức phải đọa ác đạo. Mỹ Linh
vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại lỗi mình. Hiện nay sau khi học Phật rồi, nàng biết tất cả thống khổ kia là do mình tự làm tự chịu. Trồng nhân ác thì gặt quả ác, báo ứng nhân quả như bóng theo hình. Bây giờ, hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật thành tâm sám hối những tội ngu si mê muội của mình do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác. Mỗi ngày Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh Địa Tạng, siêng bái sám, cầu Phật lực gia trì cho gia đình nàng sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời, nàng muốn dùng kinh nghiệm bản thân để cảnh báo mọi người. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ắt đến. Tôi bảo Mỹ Linh, nhân quả ai làm nấy chịu, không thể do mình làm mà người khác phải gánh lấy. Sở dĩ việc cha mẹ có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ của con cái, hoặc người ta hay nói, tổ tiên tích đức để phúc cho con cháu, tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn, nếu giải thích theo Phật Pháp, thì đây là đồng nghiệp chiêu cảm. Nghĩa là, những cháu con nào có nghiệp tạo tương tự, sẽ đầu thai vào để trả báo chung theo đúng câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên, những bậc cha mẹ phải đem thân làm gương, lo hành thiện tích phúc, trên hiếu kính tiền bối, dưới giáo dưỡng con cái, niệm niệm không quên lời dạy của chư Phật Bồ Tát và cao tăng đại đức, trong sinh hoạt phải sống chơn chánh. Khi đó, Mỹ Linh phát nguyện, đời này nhất định tinh tấn tu hành, làm ích lợi chúng sinh, quyết tu cho liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới, giảng sinh cực lạc, thành tựu Phật quả. 2 tháng sau, nghe nói Mỹ Linh đã tìm được công tác ổn định, bệnh tật của Mỹ Linh cũng đã chuyển tốt, không cần dùng thuốc nữa, gia đình cũng dần hòa thuận. Tôi tin rằng, dưới sự gia trì của Phật lực, cộng thêm quyết tâm sửa lỗi, đổi mới bản thân, Mỹ Linh và toàn gia tương lai nhất định sẽ càng tốt lành, hạnh phúc. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang, trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí, khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi, giờ con đang xem gì đó? Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo hợp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục
gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là hợp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi: Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy? Tôi đáp: Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa, vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thời cổ đại đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30 nhưng nàng vẫn không có tự do. Con bạch mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có làm một bài thơ chim họa mi như sau: Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc, không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương Phật dạy: Do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giác thì nói: Nên biết ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước,
mới có thể giải thoát.